Thưa quý vị, người dân cần tránh xa các khu vực nguy hiểm để đề phòng sự cố bất ngờ về điện. Đây là khuyến cáo của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đưa ra khi mà gần đây trên địa bàn xảy ra rất nhiều trận mưa lớn với cường độ mạnh gây nguy cơ chập cháy điện tại các hộ gia đình, nơi công sở. Theo đó, người dân cần cắt ngay nguồn điện của gia đình khi có nguy cơ ngập nước. Với cầu dao, cầu trì, áp công tắc, ổ cắm, khuyến cáo mỗi gia đình cần bố trí lắp đặt ở nơi khô giáo và ở vị trí cao khoảng mét m để an toàn cho trẻ nhỏ. Khi có người bị điện giật, phải nhanh chóng cắt cầu dao, tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa tách nguồn điện. Người dân khi gặp sự cố điện do thiên tai cần thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN Hà Nội theo số tổng đài 1900-1288 phục vụ 24 trên 7 để được hỗ trợ.